giải golf ra mắt ban chấp hành mới KN Golf Club nhiệm kỳ 2022-2024 tranh cúp Norreci đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhân dịp ra mắt ban chấp hành mới, KN Golf Club đã phối hợp cùng với thời trang golf Norreci tổ chức giải golf ra mắt ban chấp hành mới KN Golf Club nhiệm kỳ 2022-2024 tranh cúp Norreci vào thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại sân golf Tân Sơn Nhất với sự tham gia của 220 golfers đã diễn ra thành công tốt đẹp cả về chất lượng và quy mô của giải đấu. Ý nghĩa của giải golf lần này, ngoài việc giới thiệu về ban chấp hành mới KN Golf Club nhiệm kỳ 2022-2024 thì còn là dịp để giới thiệu về bộ sưu tập sản phẩm mới thời trang golf Norreci và đồng phục công ty. Đây là giải golf với quy mô lớn và đầu tư hoành tráng. Mỗi golfer tham gia thi đấu giải được tặng nón, áo golf hiệu Norreci, kem chống nắng, tổ yến và nhiều giải thưởng hole-in-one giá trị khác. Mình là diễn viên Hiếu Nguyễn và là chủ tịch của câu lạc bộ KN Golf Club. KN Golf Club có 3 giá trị cốt lõi. Thứ nhất là kết nối và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Thứ hai là Golf and Family, là kết nối cho những thành viên trong gia đình gần lại với nhau hơn. Và thứ ba là một giá trị rất là nhân văn, đó là giá trị mang tới cộng đồng, mang tới những điều tốt đẹp cho những trẻ em không có đủ may mắn, mong muốn được tới trường. Đấy là những giá trị cốt lõi của KN Golf Club. Norreci là một thương hiệu thời trang của Việt Nam và chúng tôi đã đồng hành với là rất là nhiều giải đấu ở trên cả nước. Nhưng hôm nay thì chúng tôi rất là vinh hạnh được đồng hành cùng với KN Golf để tổ chức một giải đấu ở phía Nam. Với cái tinh thần là Norreci sẽ luôn luôn đồng hành cùng các câu lạc bộ để mang đến cho các golfer những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn cũng như là mang lại những cái tiện ích tốt nhất cho các golfer. Thế thì chúng tôi mong muốn rằng là qua giải đấu này thì các golfer sẽ biết nhiều hơn đến cái sản phẩm của Norreci. KN Golf Club được thành lập từ năm 2018, thường xuyên tổ chức các giải golf lớn nhỏ, kết nạp được nhiều hội viên tích cực, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Điểm nổi bật trong buổi ra mắt ban chấp hành mới của KN Golf Club là việc diễn viên doanh nhân Hiếu Nguyễn trở thành tân chủ tịch của KN Golf Club. Với tầm nhìn và niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn golf, tân chủ tịch doanh nhân diễn viên Hiếu Nguyễn sẽ đồng hành cùng KN Golf Club nhằm tạo ra hệ sinh thái gắn kết bền chặt, mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã mời đơn vị thực hiện giải golf uy tín là KN Golf Academy đã hỗ trợ ban tổ chức thực hiện giải golf này, tạo ra sân chơi đẳng cấp, quy mô và nhiều sự sáng tạo. Để thể hiện giá trị cốt lõi của KN Golf Club, trong giải golf lần này, ban tổ chức đã chuẩn bị như một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô kết hợp giữa khách quốc thảm đỏ và tham quan gian hàng tại một sân golf đẳng cấp 5 sao, xen kẽ buffet, tạo không gian tiệc ấm cúng và gần gũi. Và tại đây đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa đại diện Norreci, KN Golf Club và KN Golf Academy về việc phân phối độc quyền tại khu vực miền Nam. Hiếu nghĩ rằng tất cả mọi người đã ngồi ở đây khi mà đã chơi golf thì tất cả mọi người rất là đam mê về golf. Và bản thân của Hiếu là một người diễn viên về thể loại phim hành động. Và thứ hai nữa là gì, Hiếu là một cái người mà có làm ăn ở bên ngoài. Nhưng mà khi mà Hiếu đặt chân vào môn thể thao là môn golf, thực sự là Hiếu rất là bất ngờ. Bởi vì sao? Bất ngờ là cái môn thể thao này nó giúp cho bản thân của mình sửa được tính cách của mình rất là nhiều. Điềm tĩnh hơn, làm việc hiệu quả hơn và dứt điểm hơn. Gọi một chút xíu gọi là lì lợm hơn đấy ạ. Và hôm nay cảm thấy rất là may mắn khi mà có cơ hội được gặp hơn 220 golfers tại buổi tối ngày hôm nay. Hiếu nghĩ rằng các anh chị ở đây sẽ là những người mà sẽ đồng hành cùng với cả KN Golf Club rất là nhiều. Và mong rằng sẽ được đón tiếp quý vị nhiều hơn ở trong những giải golf tiếp theo của KN Golf Club.
Tiệc trao giải golf đã diễn ra cùng ngày nhằm vinh danh các golfers đã thi đấu hết mình và đạt giải như sau. Giải kỹ thuật, 3 giải Longest Drive thuộc về Mr. Nguyễn Văn Huy, Mr. Trần Văn Thắng, Miss Ngô Hồng Thúy Liễu. 3 giải Nearest to the Pin thuộc về Mr. Phạm Anh Tuấn, Mr. Trịnh Năm, Mr. Đỗ Minh Hoàng. Tại bảng nữ, ban tổ chức đã mời tổng biên tập tạp chí doanh nghiệp và hội nhập Miss Nguyễn Lan Hương đại diện ban tổ chức lên trao giải cho bảng nữ. Giải nhất, Miss Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Giải nhì, Miss Dương Thị Vân Nga. Giải ba, Miss Ngô Hồng Thúy Liễu. Bảng Callaway, giải nhất, Mr. Lê Tuấn Anh. Giải nhì, Mr. Bùi Quốc Đạt. Giải ba, Mr. Bá Thanh Luận. Bảng C, giải nhất thuộc về Mr. Nguyễn Anh Dũng. Giải nhì, Mr. Henry Su. Giải ba, Mr. Nguyễn Thành Dương. Bảng B, giải nhất thuộc về Mr. Lê Thành Lạc. Giải nhì, Mr. Phùng Xuân Huế. Giải ba, Mr. Lê Đình Thành. Tiệc trao giải có sự tham gia của rất nhiều diễn viên ca sĩ. Trong bầu không khí vui vẻ này, ca nhạc sĩ Sĩ Luân đã góp vui một bài hát để chúc mừng cho các golfer đạt giải. Không khí trong khán phòng càng sôi động hơn khi rút thăm may mắn cây gậy golf driver BSC C5 trị giá khoảng 20 triệu Việt Nam đồng. Bảng A, giải nhất thuộc về Mr. Phạm Minh Cường. Giải nhì, Mr. Trịnh Năm. Giải ba, Mr. Nguyễn Văn Huy. Giải Best Shot thuộc về Mr. Nguyễn Tuấn Anh với Ross 76. Giải golf đã kết thúc với kết quả thi đấu công tâm, xứng đáng sự hân hoan vui mừng cùng niềm lưu luyến của mọi người. Hứa hẹn và mong chờ giải golf lần sau sẽ diễn ra gần nhất, hoành tráng và đặc sắc hơn nữa. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, các golfer, hội viên KN Golf Club, khách hàng đối tác của Norasi và học viên KN Golf Academy đã luôn đồng hành cùng chúng tôi để giải golf được diễn ra thành công tốt đẹp.